Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của đồ chơi di động .com. Và trong video clip hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn chiếc ốp lưng Alucelyn Cover dành cho chiếc điện thoại mới vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam của Huawei, đó chính là chiếc Huawei Honor 4C. Đây là chiếc máy có mức giá khá là mềm, trong khi có một cấu hình tương đối là thời thượng và đang rất là hot do Thế Giới Di Động .com phân phối. Đây là chiếc ốp lưng dùng để bảo vệ cho chiếc máy của chúng ta thêm an toàn hơn trong quá trình sử dụng, và tất nhiên là nó cũng có tính trang trí rất là cao, sẽ giúp cho chiếc máy của chúng ta trông nó khác biệt hẳn và có một cái phong cách là hoàn toàn mới. Đây là chiếc ốp lưng được cấu tạo từ hai phần, một cái phần là cái nắp nhựa ở phía mặt lưng và một cái phần nữa là cái phần viền nhôm dạy xung quanh rất là đẹp. Chút nữa thì mình sẽ tháo ra để cho các bạn xem, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn ở những cái góc nhìn gần hơn. Các bạn thân mến, đây là cái phần phía trên của chiếc ốp lưng chúng ta. Mặt sau chúng ta thấy đây là cái vị trí cụm camera rất là quen thuộc, còn đây là cái phần micro phía sau của chúng ta. Và dưới này là cái biểu tượng Honor rất là quen thuộc trên chiếc máy của chúng ta. Còn phía dưới này các bạn thấy đây là vị trí dành cho loa ngoài được khoác sẵn như thế này. Chúng ta hoàn toàn an tâm là phần loa ngoài của chúng ta sẽ phát huy 100% công suất của mình. Đây là cái phần vị trí trên viền, nó chừa ra cho phần micro thoại và cái phần cổng sạc của chúng ta. Các bạn có thể thấy ngay tại vị trí này là chúng ta có một cái bộ nút tăng giảm âm lượng và một nút nguồn, nó được làm bằng nhôm luôn. Nó được đắp nổi ra bên ngoài thế này để chúng ta dễ bấm hơn trong quá trình sử dụng, rất là tiện lợi. Đây là mặt trong của ta. Mặt trong thì các bạn thấy đây là một cái phần nhựa trơn bóng, chính là chiếc nắp lưng phía sau. Còn đây là cái phần viền với cái phần nút vặn, một phần dải đệm mềm ở phía trong, nó giúp cho chúng ta tránh va chạm trực tiếp với lại giữa chiếc viền máy và chiếc viền nhôm ở ngoài. Còn bây giờ chúng ta sẽ mở chiếc lưng này ra thành hai phần như thế này. Các bạn để ý là phía dưới này chúng ta có cái vị trí là cái vị trí gài như này để giúp cho cố định chiếc cái nắp nó không bị trượt ra ngoài, thì chúng ta bắt đầu mở ngược ra từ vị trí này. Chúng ta hơi nâng cái nắp kéo ra phía sau xíu và đưa lên trên chút xíu, trong khi chúng ta đưa cái chiều viền theo cái hướng ngược lại thì chúng ta sẽ lấy được cái nắp ra ngoài. Đây, sau khi nó sẽ bung ra thì chúng ta sẽ thể dễ dàng kéo nó ra như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ có hai phần tách biệt như thế này. Với cấu tạo đặc biệt này thì chúng ta có thể dễ dàng gắn vào trong chiếc máy của chúng ta và nó vẫn chắc chắn là nó không bị bung ra. Và đặc biệt là chiếc máy của chúng ta nó sẽ được bảo vệ rất là an toàn. Nếu chúng ta sử dụng thêm cái miếng dán cực ở mặt trước nữa thì gần như 360 độ của chiếc Honor 4C của chúng ta đã rất là an toàn rồi. Để gắn lại thì các bạn đưa theo chiều ngược lại như hồi nãy mình đã tháo ra ha. Các bạn thân mến, phần giới thiệu chiếc lưng Alucelyn Cover dành cho chiếc điện thoại Huawei Honor 4C của đồ chơi di động .com phân phối đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.